Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang trên làn sóng của NPR Channel phát đi từ thủ đô Washington DC và mời quý vị đến với những bản tin trong ngày đầu tuần ngày thứ hai hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2022 với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc. Lê Ngọc chào anh Duyên. Xin chào tất cả và chào Lê Ngọc. Thưa vâng, quá lạnh thưa quý vị ơi. Hiện tại đó vào lúc này vào sáng sớm, mặc dù là bầu trời trong sáng, những cái áng mây nhẹ nhàng với những cái nắng của buổi sớm mai, nhưng mà nhiệt độ hiện tại dưới độ đông đá luôn thưa quý vị, khoảng 28-29 độ. Và có những cái cơn gió thổi cho tới 14 dặm một giờ, thành thử nó lại làm cho chúng ta cảm thấy là lạnh hơn như đang ở 21 độ. Tối ngày hôm nay xuống nhiệt độ chỉ còn có 21 độ, buổi trưa đó thưa quý vị 45 độ. Mà khi nói đến lạnh á, thì quý vị cũng đã biết là có một cái cơn bão lịch sử đã xảy ra vào phía tây của tiểu bang New York, tạo nên một cái lượng tuyết dày chưa từng có bao giờ trong hơn 20 năm qua. Thành thử những cái tiểu bang mà ở phía tây của New York đó thưa quý vị rất là nguy hiểm, quá lạnh, nhiệt độ thì thấp hơn 20 độ so với lại bình thường. Rồi việc đi trên những cái con đường nó trở nên rất là khó khăn, gây thiệt hại cho rất nhiều những cái cơ sở hạ tầng và làm tê liệt đi những cái sinh hoạt của cộng đồng. Và ngay cả vừa nói đến tuyết đó thì thưa với anh Duyên và quý vị, Lê Ngọc lại thấy là ở miền Nam California thì lại có cái báo động đỏ đã được ban hành vì gió quá mạnh và cái độ ẩm thấp đã có thể gây ra cháy rừng lớn trong ngày hôm qua. Và Lê Ngọc thấy cái báo động này được ban ra ở 4 quận hạt, trong đó có Orange County, có Los Angeles, có Riverside và có San Bernardino. Đó là những tin tức mà Sở Khí tượng Quốc gia cho biết tại miền Nam California. Không biết là miền Bắc California của anh Duyên thì như thế nào thưa anh? Miền Bắc thì bình thường, trời vào thu lạnh hanh, thành ra khí hậu đẹp lắm. Nhưng mà khi mà nghe Lê Ngọc nói rằng là đấy, bây giờ chúng ta mà mỗi lần chúng ta nghe một cái gì đó, chúng ta đều nghe cái chữ kỷ lục hết. Có nghĩa là nếu mà lạnh thì cũng lạnh vượt quá cái mức bình thường. Còn hễ mà lửa cháy thì cũng vượt quá cái mức bình thường. Cho nên điều đó có nghĩa là cái khí hậu trên trái đất này nó có xáo trộn. Mà vì nó xáo trộn cho nên nó mới dẫn tới những cái kỷ lục mới. Mà trong tin ngày hôm nay chắc anh em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ là cái hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu cách đây nó kéo dài được 2 tuần rồi đó, thì mới kết thúc ngày hôm chủ nhật hôm qua. Và khi kết thúc thì các quốc gia giàu đó họ bắt đầu họ công nhận rằng là những cái việc mà các quốc gia giàu xài xăng dầu hâm nóng toàn cầu đó, do nó có gây cái thiệt hại cho các cái quốc gia nghèo. Chính vì như vậy mà cái thỏa thuận căn bản đó là họ sẽ chịu bồi thường, có nghĩa là viện trợ cho những cái quốc gia nghèo đó để đối phó với những cái gọi là thay đổi kỷ lục trong khí hậu, mà anh em chúng tôi sẽ vào chi tiết sau. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ, thưa vâng, những cái bản tin, những cái sự kiện mà đáng chú ý trong ngày đầu tuần hôm nay ngày 21 tháng 12 đó, thì thưa quý vị có quá nhiều những cái tin mà làm cho chúng ta cảm thấy rằng là cái chính trị của nước Mỹ nó luôn cập nhật hàng ngày, nó quá nhiều những cái sự thay đổi. Trước tiên Lê Ngọc muốn nói đến Twitter, ông chủ của Twitter Elon Musk. Thì thưa bác Duy, anh Duy và quý vị nghĩ như thế nào khi mà trong ngày cuối tuần chúng ta đã nhận được cái tin là Elon Musk đã phục hồi cái tài khoản của cựu tổng thống của nước Mỹ, là ông tổng thống thứ 45 Donald Trump, trên trang mạng xã hội. Cái địa chỉ mà @realDonaldTrump lại xuất hiện. Khi mà nếu một quý vị nào mà sử dụng Twitter, quý vị mà mở Twitter là quý vị sẽ thấy cái sự xuất hiện trở lại. Thì trước đây cái tài khoản này đã bị đóng từ sau cái việc mà xảy ra cái cuộc bạo động ở tại Capitol hồi tháng Giêng của năm 2021. Thì anh Duyên nghĩ như thế nào khi mà anh Duyên nhận được cái bản tin là Twitter account của Donald Trump đã được mở trở lại thưa anh? Common sense, trong nhiều tháng trước, nhiều tuần trước, không có nhớ lúc nào. Nếu mà quý khán giả nhớ là anh em chúng tôi có nói rằng nếu mà Elon Musk có reactivate, có nghĩa là
kích động lại, mở lại cái tài khoản của Donald Trump, nhiều phần Donald Trump sẽ không quay trở lại. Vì sao vậy? Tôi nói một cách đơn giản nè, là có nhiều người nói là ô, tụi tôi muốn mời ông Duyên lên đối thoại để vấn đề này, vấn đề nọ, mà chúng ta biết rằng là họ mời lên để mà họ câu view ở trên cái chương trình của họ mà. Thì tôi cũng cười, tôi nói là tôi biết là mấy ông không có cái gì để mà đối thoại nổi với tôi hết đó, nhưng mà mấy ông chỉ muốn làm vậy thôi, thành ra tôi sẵn sàng tôi tiếp mấy ông với điều kiện là mấy ông phải lên cái kênh của tôi đầu gần cuối bãi, là tại vì tôi không có muốn gọi là tạo cái cơ hội để cho mấy ông câu view, có nhiều người vào muốn nói chuyện với tôi thì tôi chấp nhận lên đầu gần cuối bãi đi. Cái đó là cái cách mà anh Dương nói chuyện, common sense. Bây giờ ông Donald Trump cũng nói như vậy thôi à. Donald Trump, ông có cái tài khoản là Truth Social của ông. Vậy thì nếu mà bây giờ ông gọi là ông lên trở lại cái Twitter, có nghĩa là những cái người mà followers của ông đi vào Twitter làm giàu cho Elon Musk chứ gì nữa. Trong khi đó, ông làm như vậy có nghĩa là ông giết cái platform, cái Truth Social của ông. Nếu mà giả sử Trump không hề có cái platform riêng thì còn hy vọng. Còn lần này mời thì ra Trump bác liền tức khắc. Ngày hôm qua thì Elon Musk nói là đã thăm dò, đã làm một cái poll, rồi có cả triệu người nói là yêu cầu là Elon Musk là mở lại cái account. Thì Elon Musk nói là tôi thật sự là Elon Musk bây giờ đó, chúng ta phải hiểu là Twitter nó đang dễ chết. Và Elon Musk muốn là câu lại những cái người cuồng Trump, cho nên mới gọi là tôi mở lại cái account đó. Elon Musk tưởng rằng là mình thông minh hơn thiên hạ, nhưng mà cái này chỉ là common sense thôi. Cái tay mà gọi là cái IQ đó chừng 70-80 thôi. Cái IQ thấp cỡ như Donald Trump mà cũng biết rằng là cái trò đó là cái trò ma mảnh. Cho nên Donald Trump tweet, nên là Donald Trump trả lời liền tức khắc là Twitter bây giờ có quá nhiều problems không? Tôi stick với lại cái Truth Social của tôi, ai muốn theo tôi thì lên Truth Social mà xem những cái trò mà bởi cái những cái trò mà ma mảnh của những cái tên mà nó cái tầm cỡ của Elon Musk thì đó, cái common sense của gia đình NVR cũng thấy liền thôi, không có bao giờ mà thành ra như nó là đó, đoán trước. Và Donald Trump cũng trả lời đúng y hệt như vậy. Nhìn qua nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam thì đôi khi cái ngôn ngữ mà bình dân của Việt Nam đó nói nghe nó cũng nặng lắm. Chẳng hạn như nói là cái tên mà Elon Musk bây giờ nè, tới mức độ mà chó nó cũng còn chê nữa. Quay trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay cả Donald Trump nữa thưa quý vị đã lên tiếng ngay lập tức khi mà Elon Musk thông báo là mở lại cái Twitter account của Donald Trump. Vì đúng như anh Duyên vừa mới nói thưa quý vị, Donald Trump đã lên tiếng và cho rằng là ông không tin rằng quay lại với Twitter sẽ tạo cho ông có được một cái tầm mức quan trọng nào đó với những người trung thành theo dõi ông trên những cái trang mạng xã hội. Và một cái điểm mà anh Duyên nhắc là Donald Trump chính ông cũng có một cái trang mạng xã hội riêng cách đây cũng vài tháng rồi, để mà có thể liên lạc với những lại ủng hộ viên. Thành thử cái điều mà khi mà Twitter làm ở hiện tại đó thưa quý vị, cái giá trị và cái ảnh hưởng của Twitter nó hoàn toàn khác trước đây. Quý vị còn nhớ là trong cái thời gian cầm quyền từ năm 2017 cho đến năm 2021 thì Twitter là một cái phương tiện liên lạc đã được Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông ta rất là ưa thích. Nhưng thời gian đã thay đổi rồi, nó không còn cái ảnh hưởng như là trước đây nữa. Và chính Donald Trump cũng cho biết ông không có thấy có một cái lý do nào để ông quay trở lại với lại Twitter, nhất là ở thời điểm hiện nay, cái lúc mà trang mạng xã hội Twitter đang có rất nhiều vấn đề. Và Donald Trump cũng đâu có kém gì là Elon Musk, phải không anh? Cũng rất là ma mảnh. Ông nói rằng ông chờ đợi xem Twitter có giải quyết được những cái vấn đề chính của họ hay không. Vì hiện nay quá nhiều những cái vấn đề và ông nghĩ rằng là tất cả những cái can thiệp hiện nay đều có một cái tác động rất là tiêu cực. Nhưng mà có một điểm anh Duyên và quý vị nên để ý, khi mà Elon Musk lên tiếng cho rằng là Twitter
đã gọi là kêu gọi tới khoảng 15 triệu người sử dụng trên Internet trong vòng 24 tiếng đồng hồ hưởng ứng cái cuộc thăm dò do chính Elon Musk tiến hành. Thì đây thưa quý vị, cái con số phần trăm mà được đưa ra đó, họ báo cáo 52% của những người sử dụng Twitter họ mong muốn mở lại tài khoản của Donald Trump, 48% chống đối. Và với cái con số và cái kết quả đó cho thấy là công luận gọi là cái chính kiến về chính trị của người dân Mỹ còn rất là bị chia rẽ thưa anh. Nhưng mà cái đương nhiên cái vấn đề nào cũng sẽ có chia rẽ, cũng có phân định 52, 48 vân vân, nhưng mà đây là cái lối mà chơi chữ của Elon Musk, nó làm cho chúng ta thấy là đúng là một cái tên mà lưu manh, một cái đây là một cái tên thông minh mà lưu manh lắm. Hắn dùng cái gì? Hắn nói là the people đã lên tiếng. Chúng ta nhớ là khi mà Donald Trump mà vận động cái gì mà chống lại báo chí hay là chống lại truyền thông mà chân chính, truyền thông dòng chính đó, thì nói là enemy of the people. Vậy thì Elon Musk xài đúng cái chữ đó, nói rằng the people đã speak up, nhân dân đã lên tiếng, họ xài cái chữ nhân dân, Elon Musk. Rồi thứ hai là và Donald Trump đã được reinstated. Không phải là nói cái trương mục của Donald Trump được reinstated, không phải là thiết lập lại cái trương mục, mà nói là Donald Trump đã được được đã được reinstated, cho nghĩa là cái cách mà của cái thằng điếm Elon Musk này nó muốn xài đó là gì? Nhân dân đã lên tiếng, Donald Trump phải được reinstated, có giống như là phải được làm tổng thống trở lại vậy đó. Chơi những cái chữ mà nó mơ mơ hồ hồ như vậy đó, để câu những cái người cuồng Trump, mấy cái đứa mà hồi xưa là MAGA bây giờ trở thành MAGAGA, nó mới nhào vô, nó nói à đúng rồi, cái này là people đã lên tiếng, dân nhân dân đã lên tiếng, và ông tổng thống của mình phải được reinstated. Cái chữ mà reinstated đó là cái đám mà MAGA mà bây giờ trở thành MAGAGA đó, nó nói gì? Nó nói là Donald Trump phải được reinstated để mà làm tổng thống của nước Mỹ. Thành ra Elon Musk xài mà xài chữ nửa mùa nha. The people đã lên tiếng, Donald Trump phải reinstated. Tiên sư bố nữa, quay trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trước khi mà tiếp tục gửi đến cho quý vị khán giả những cái tin tức liên quan đến Donald Trump và đặc biệt là cái breaking news mà chúng ta đã nghe trong ngày cuối tuần liên quan đến Bộ Tư pháp của Mỹ, ông gọi là Merrick Garland đã thông báo là bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt cho cái cuộc điều tra về ông cựu tổng thống Donald Trump này đó. Thì thưa quý vị, Lê Ngọc chuyển qua đi một cái đề tài mới nhất đây thưa với anh Duyên, thì chúng ta đã biết là ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden tròn 80 tuổi vào ngày hôm qua Chủ nhật, và khiến cho Tổng thống Biden trở thành một vị Tổng thống trên 80 tuổi đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ. Thì ở trong gia đình của Tổng thống Joe Biden, ngày Chủ nhật là một cái ngày rất là vui, vừa tổ chức sinh nhật của Tổng thống Biden mà lại có một cái tiệc đám cưới của cháu gái của gia đình của Tổng thống Joe Biden. Thì với việc mà Tổng thống Biden là một cái người lớn tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ mà giữ chức vụ Tổng thống, thì chúng ta biết nếu mà cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024 mà Tổng thống Joe Biden tiếp tục làm ứng cử viên Tổng thống một lần nữa đó, thưa với anh và quý vị, thì người ta nói rằng là Tổng thống Joe Biden mà đắc cử nữa đi là ông làm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, thì ông rời khỏi tòa Bạch Ốc ở cái tuổi tới 86 tuổi lận. Thì cái nền dân chủ của nước Mỹ cũng là một cái thời gian mà cũng quá dài rồi, cả hàng trăm năm rồi. Hàng triệu người dân Mỹ, trong đó có cả những vị tổng thống hiện đang làm việc đó thưa quý vị. Thì chúng ta đã nói đến cái tuổi nghỉ hưu, một cái tuổi ở cái tuổi mà mọi người đều nhắc đến, thì tuổi nghỉ hưu truyền thống của người dân Mỹ hay là của tất cả những chính trị gia hay của những vị tổng thống là chúng ta thường nói ở cái tuổi 65 thôi. Nhưng hiện nay anh Duyên thấy là qua cái tuổi 65 rồi vẫn còn tiếp tục đi làm một cách có hiệu quả rất là nhiều.
Thì cái câu hỏi mà cuối tuần người ta đặt ra đó là người dân Mỹ hay chính trị gia Mỹ hay là tổng thống Mỹ nữa đi, cái gì là quá già thưa với anh, khi nào mới biết là mình quá già để mà mình nghỉ không làm việc để thiên nhiên? Thực sự ra cái đó nó tùy theo cái sức khỏe của mỗi người mà đều đều khác nhau hết á. Nếu mà nói rằng là trên 65 tuổi mà không còn sắc bén đó, thì anh Duyên phải thú nhận là anh Duyên 65 tuổi rưỡi rồi mà vẫn còn sắc bén lắm, cho nên Quá đùa sắc bén hơn. mà đùa chơi. Bây giờ trở lại được, nếu mà nói về cái tuổi thì yes, cái số năm tháng thì ông Biden thì là già phải rồi, nhưng mà nói về cái sức khỏe, vừa cái thể chất vừa cái tinh thần đó, mình so lại những chẳng hạn như vị tổng thống mà gọi là lãnh đạo nước Mỹ, lãnh đạo luôn cả đồng minh trong cái trận thế chiến thứ hai đó, thắng luôn, gọi là thắng một cách ngon lành đó, ông Roosevelt. Thì ông Roosevelt ông lúc đó là lúc lúc mà ông mất thì chưa có đầy 70, nhưng mà ông ngồi xe lăn, tức là suốt cả cái cuộc đời mà làm tổng thống của ông là ông ngồi xe lăn, mà cứ mỗi một lần mà từ cái ghế này qua cái xe lăn hay là từ lên chiếc xe này nọ đó, là những cái ống kính truyền hình lúc đó ngày xưa là không có phải như bây giờ mà gọi là nó cái kỹ thuật mà nó nhanh nhẹn như vậy, nhưng mà đều đều người ta đều chặn lại đặng cho những cái khó khăn của ông Roosevelt khi mà di chuyển này nọ đó, không bao giờ chúng ta thấy hết. Rồi chẳng hạn ông tổng thống Kennedy, ông tổng thống Kennedy là khi mà ông lên làm tổng thống ông có bốn mươi mấy tuổi à, nhưng mà bây giờ chúng ta mới biết rằng là tất cả những cái vấn đề mà về sức khỏe của ông Kennedy đó, lúc đó ông bị nhiều bệnh lắm. Lúc đó chúng ta đang nói cái thời của những năm trước, rồi bây giờ năm 2022 y khoa bây giờ nó khác, và tất cả mọi sự nó cứ là yes, về mặt thể chất ông Joe Biden cũng có thể ông đi chậm hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cái cách mà ông làm việc với lại lãnh đạo thế giới, như khi mà ông đi qua bên bên Cambodia chẳng hạn, ông thỉnh thoảng ông flip, ông nói là Colombia, Cambodia mà ông nói là Colombia. Bây giờ chúng ta hãy so lại, yes, Donald Trump nhỏ hơn ông Biden cũng đâu có nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Donald Trump nhỏ hơn ông Biden là 4 tuổi. Vậy mà Donald Trump làm sai lầm từ quá nhiều sai lầm về mặt chữ nghĩa, về mặt quên, về mặt lẫn lộn. Nếu mà nói mà so về cái gọi là cái sự lãnh đạo đó, thì ông Biden ông già về thể chất, nhưng mà cái khi mà ông ngồi xuống đó, cả thế giới lắng nghe, cả thế giới gọi là kính trọng ông đó, nó khác nhiều. Ngay bây giờ thì ông đã 80 rồi, năm 2 năm nữa năm 82 chúng ta chưa biết, cho nên phải chờ thôi. Có thể là trong 2 năm nữa vì lý do gì đó mà cái suy nghĩ của ông nó xuống cấp, thì lúc đó cái chuyện nó sẽ tới, nhưng mà ngay bây giờ cho ngay ở cái thời điểm này chúng ta thấy là ông Joe Biden ông đi đi ra trên thế giới đó, và tất cả những cái phiên họp đó người ta show, người ta chứng cho thấy rằng là người ta rất là nể ông Joe Biden. Cho nên bây giờ những cái nhà phân tích mà họ nhìn vào đó, họ nói là yes, cái tuổi già nó sẽ đến với tất cả mọi người, nhưng mà đồng thời với cái tuổi già người ta chậm lại về cái thể chất đó, thì cái wisdom, cái sự khôn ngoan nó cũng đi theo thời gian. Đôi khi cái chuyện đó nó cũng có trường hợp ngoại lệ, có nhiều người thì cứ già lên thì cứ khôn hơn, có cái wisdom nó hơn, mà cũng có những cái ngoại lệ, chẳng hạn mình nhìn cái ngoại lệ là Donald Trump là một cái thí dụ đó, càng già thì nó càng ngu, từ trẻ ngu tới bây giờ đại khái nó như thế. Cho nên anh Dương vẫn nghĩ rằng là ngay bây giờ nó còn quá sớm, đợi tới năm 2023, cuối năm 2023 có nghĩa là còn một năm nữa đi vào tranh cử đó, chúng ta sợ chờ xem là lúc đó ông Joe Biden ông quyết định là có ra tranh cử hay không ra tranh cử, thì cái tình trạng sức khỏe tâm thần của ông mình sẽ biết rõ hơn, chứ còn ngay bây giờ thì tương đối nó sớm. Và đây là có một cái câu đùa của ông, hình như là của Tây Jimmy Kimmel hay là ai đó, nói rằng là
khi mà ông bác sĩ mà nói chuyện với Joe Biden đó thì nó hỏi là ôi sức khỏe của tôi có ra ứng cử được không đó, thì là ông bác sĩ ông nói là đừng có bao giờ tính cái gì mà quá xa trở lại. Dạ vâng, nhưng mà trước khi ngày hôm qua đó thưa Ban Duyên, trước khi mà Tổng thống Joe Biden vừa tròn 80 tuổi đó, thì có rất nhiều người họ hỏi, họ cho biết là những cái lo ngại về cái tuổi tác của Tổng thống Joe Biden, thì Tòa Bạch Ốc có trả lời là quý vị hãy nhìn cái thành tích gần đây của Tổng thống Biden, thì những cái thành tích này đã nói lên cái câu trả lời rồi, chứ không cần phải mà quý vị phải hỏi hay là quý vị phải lo ngại. Thì quý vị, từ cái vấn đề mà cái kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần trước đây, vào cái ngày 8 tháng 11 đó thưa quý vị, thì cái triển vọng cho cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Biden đã tăng lên từ cái kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng mà đây là những cái con số, những cái tin tức của những cái cuộc thăm dò Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị nha. Cái cuộc thăm dò này là của hãng thông tấn Reuters và Ipsos họ vừa mới thực hiện. Thì đây, qua những cái câu hỏi của người ta và được trả lời đó, thì 71% đảng viên bên đảng Dân Chủ cho rằng Tổng thống Biden vẫn tiếp tục có một cái tinh thần nhạy bén và có thể đối phó được với những thách thức. Trong khi đó, 46% thì nói rằng Tổng thống Biden có thể không đương đầu được với những thách thức nếu mà ông ra tranh cử vào năm 2024. Còn về bên phía đảng Cộng Hòa, thì 1/4 đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, là khoảng 26%, thì lại cho rằng là Donald Trump có thể không trụ được cho đến năm 2024 vì tuổi của Donald Trump, và cũng có thể là vì những cái vấn đề rắc rối pháp lý. Và ngoài những cái vấn đề mà họ hỏi những người mà đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó, thưa quý vị, thì những người mà độc lập thì họ có trả lời và họ cho rằng 68% số người được khảo sát thì cho rằng là Tổng thống Joe Biden có thể không đủ sức đương đầu với lại thử thách trong 2 năm tới. Và 49% cũng nói như vậy về Donald Trump. Thì cái cuộc thăm dò này cho thấy khoảng 86% người Mỹ cho biết họ tin rằng là cái giới hạn số tuổi đó thưa Văn Duyên để mà vẫn có thể giữ được cái chức vụ Tổng thống đó là từ 75 tuổi trở xuống, chứ đừng có hơn 75 tuổi thưa anh Duyên. Thì anh Duyên nghĩ như thế nào nếu mà anh Duyên tới cái tuổi 75, anh Duyên vẫn tiếp tục phục vụ cho quý vị khán giả của NBR không thưa anh? Thành ra tất cả những cái lời mà người ta nói đó đều là do cái cảm tính đó, nói rằng già hay trẻ tất cả đều là do cảm tính hết. Chẳng hạn như Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ cái con số thăm dò, thăm dò là 71% này 60% kia. Bây giờ mình lôi một cái người mà trong cái 71% hay là 40% đó, mình nói là ông dựa vào đâu mà để ông đưa tới kết luận đó, thì họ không có dựa vào cái chỗ nào đó. Cho nên mỗi mỗi một lần mà anh Duyên nghe cái chữ thăm dò đó thì anh Duyên hiểu cái đó là một cái feeling, một cái emotional nhiều hơn, mà cảm tính nhiều hơn. Thành ra nói trẻ, có nhiều người nói trời ơi, người đó trẻ quá, nên nhớ là nó có những cái ngoại lệ. Chẳng hạn ông Mozart mà 5 tuổi mà ông đứng ông điều khiển cái dàn nhạc của hoàng gia, dàn nhạc của hoàng gia chứ không phải là cái mấy cái dàn nhạc tầm thường. Hỏi rằng vậy thì 5 tuổi mà đứng điều khiển dàn nhạc có quá trẻ không? Rồi còn nói già, chúng ta nên nhớ là những cái lãnh lãnh tụ trên thế giới mà gọi là thành công đó, có nhiều cái số người mà dĩ nhiên không phải là nhiều, nhưng mà những cái ngoại lệ mà trên 80 đó nó cũng đã có. Cho nên một lần nữa, nghe thăm dò nhưng mà chúng ta quan sát, như Lệ Ngọc nói hồi nãy đó, quan sát là quan sát cái thành quả. Hỏi rằng từ mới chỉ có chưa đầy 2 năm làm tổng thống, những gì mà ông Biden đã làm được cho nước Mỹ và đã làm được cho thế giới, tất cả cái đó là nó sẽ trả lời. Ai cũng nói trời, vật giá gia tăng, vật giá trên toàn cầu nó gia tăng mà chỉ có ở Mỹ này vật giá được kềm chế, mà trong khi là yes có sự gia tăng, mà sự gia tăng bây giờ nó đang đứng lại rồi, công ăn việc làm vẫn nghĩa là vẫn phát triển ở Mỹ.
nên chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của kinh tế. Trong nhiều chương trình, anh Duyên với Lê Ngọc có nói về vấn đề kinh tế đó. Bây giờ hôm nay anh Duyên đọc bài báo, nó cũng y hệt như là những gì mà mình phân tích rất là common sense đó. Nó nói là thị trường chứng khoán, yes, những cái người nào mà là có nhiều chứng khoán có thể nhiều cái phần lo ngại, trong khi đó thì nền kinh tế của Mỹ hoàn toàn không có bị recession, không có bị suy thoái gì hết. Những cái phân tích như vậy đó, nó rất là common sense, mà nó đi, chúng ta đi vào những cái dữ kiện, những cái khái niệm về kinh tế nó cũng y hệt như vậy. Vậy thì tóm lại là về nhiều mặt, trong những cái khó khăn về kinh tế, về ngoại giao, về chính trị trên thế giới đó, là ông Joe Biden cho thấy là ông đã đạt được rất là nhiều. Chính vì như vậy mà có một vài bài báo nói rằng là đây là vị tổng thống mà bị cái dư luận đó là underestimate, có nghĩa là đánh giá thấp một cách sai lầm đó, underestimate nhiều nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ. Anh Duyên quay trở lại. Dạ vâng, còn cái con số mà từ một cái dự án của một cái bộ mà họ gọi là bộ tham chiếu dân số đó thưa quý vị, thì họ cho chúng ta biết cái con số của người dân Mỹ đi thưa bên Duyên, thì họ nói xã hội của nước Mỹ đang già đi và làm việc cho đến cuối đời lận. Cái dân số mà từ 65 tuổi trở lên á, được dự đoán là sẽ tăng gần gấp đôi, từ 52 triệu vào năm 2018 sẽ lên cho tới 95 triệu vào năm 2060. Rồi đến năm 2026 đó thì cứ 4 người nam giới trên 65 tuổi thì có hơn một người vẫn đang đi làm việc. Đó là cái con số mà của Bộ Tham chiếu Dân số họ theo dõi từng năm qua và họ nói để cho chúng ta biết. Nhưng mà cái thực tế đó thưa bác Duyên, nói đến cái người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng của chúng ta đó, có lẽ là cái đa số chúng ta bắt đầu qua Mỹ, phải nói nhiều nhất là từ năm 1975 đi anh Duy. Thì hiện nay đó, Lệ Ngọc phải nói công nhận là người Việt của chúng ta ở tại nước Mỹ đó, cái số người mà bước vào tuổi 65 đó, Lệ Ngọc thấy bắt đầu nó khá nhiều thưa với anh. Tại vì khi mà làm chương trình Medicare trước đây đó thì Lệ Ngọc thấy ít lắm. Thường thường là người Mỹ hoặc là những người ở cái bảng sắc tộc khác. Nhưng mà hiện tại thì Lê Ngọc thấy người Việt gốc Mỹ của chúng ta đó đến văn phòng của đài NPR để mà ghi danh vào chương trình Medicare phải nói rất là nhiều thưa với lại anh. Thành thử chúng ta thấy dân số cũng bắt đầu ở cái tuổi già đi rồi thưa anh. Mà thực sự ra đó, cái sự kiện đó nó xảy ra trên toàn trái đất này, chứ không phải là không phải là nước nào, là không phải là riêng cái vùng nào cả. Chỉ trừ những cái vùng nào, những cái địa phương nào mà cái kinh tế mà nghèo tới mức độ mà họ không có những cái phương tiện gọi là ngừa thai, hay là không có hiểu biết gì về ngừa thai đó, thì mới sinh sản gọi là tràn ngập thôi. Chúng ta nhớ nè, hồi trước năm chúng ta chỉ cần nói Việt Nam thôi, trước năm 1975 đó là cái thông tin mà về ngừa thai rồi thuốc ngừa thai nó rất là giới hạn. Tới chừng sau 75 rồi kinh tế từ từ phát triển, mặc dù là phát triển ở Việt Nam là không có đồng bộ, người giàu thì quá giàu, người nghèo thì vẫn nghèo mạt, cái đó không có nói bữa nay. Chỉ nói rằng là vì cái người ta hiểu biết rồi cái những cái thuốc ngừa thai nó nhiều hơn đó, và những cái phương pháp ngừa thai nhiều hơn. Ngay cả ở Việt Nam mà bây giờ cái hiện tượng là trẻ nhỏ cũng thiếu, trong khi đó người lớn tuổi thì vì y tế nhiều hơn mà sống lâu hơn, từ từ ngay cả Việt Nam không phải là một cái nước phát triển mà cái đó nó cũng bắt đầu mất quân bình rồi đó. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào những nước như là Mỹ, Nhật, Đức, Nam Hàn, Đài Loan, đi ra đường bây giờ, nhất là Nhật là rõ nhất đó, đi ra đường bây giờ cái số tuổi mà từ 1 tới 15 đó, nó ít hơn là số tuổi từ 65 trở lên, có nghĩa là lên tới 90-100. Người dân không có chịu sinh sản, và y tế thì lại quá tốt cho nên cứ sống lâu hơn. Và cái điều đó, nếu mà chúng ta nới rộng ra trên thế giới đó, chẳng hạn
Mới hôm vừa tuần rồi, cái tin là dân số trên thế giới bây giờ là 8 tỷ người. Nhưng mà chúng ta biết rằng là 8 tỷ người đó cũng chính một cái con số rất là đông. Là ngày xưa đó là cái số sinh với số tử, là sinh ra bao nhiêu thì cái số tử đó, cái dân số nó có tăng nhưng mà nó tăng chậm. Còn bây giờ sinh thì cứ sinh, sinh thì cũng không có nhanh đâu, sinh cũng chậm hơn nhiều đó. Nhưng mà cái số tử nó chậm quá, cho nên như Lệ Ngọc mới vừa nói hồi nãy đó, là cái số người đến để mà ghi danh Medicare này nọ càng lúc càng nhiều. Chỉ vì là cứ mỗi một năm người ta cứ lớn lên mà, thì tuổi cứ già đi. Mà vì vì cái y khoa đó, cái số người mà chết ở dưới cái tuổi 65 đó bây giờ ít lắm. Trên 65 là nhiều, cho nên chính vì vậy chúng ta thấy là những người già mà apply xin cho Medicare này nọ càng lúc nó càng nhiều. Và thậm chí là tóm tóm lại là vì vì cái y khoa bây giờ phát triển đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy rằng là cái mật độ dân số đó, thì cái mật độ mà trên 65 tuổi nó càng lúc càng nhiều. Nó rõ như vậy. Quay trở lại. Vâng, và bước vào cái sự kiện mà gọi là sôi nổi nhất trong ngày đầu tuần, nó qua cái breaking news hồi cuối tuần hôm thứ sáu đó nha quý vị. Khi mà chúng ta biết được là Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm một vị công tố viên đặc biệt để điều tra ông Donald Trump, thì thông báo này từ ông Merrick Garland đã được đưa ra cái thời gian mà ngày thứ sáu đó, là chúng ta thấy 3 ngày sau khi ông Donald Trump tuyên bố là ông ra sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Do đó, với cái breaking news là ông Garland sẽ bổ nhiệm một công tố viên điều tra về tội phạm của ông Donald Trump, thì ông vị công tố viên này là Jack Smith, thì ông sẽ làm công tố viên đặc biệt giám sát những cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến Donald Trump, trong đó bao gồm cả việc là ông cựu tổng thống đã giải quyết những cái tài liệu nhạy cảm và ngay cả cái vấn đề nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 như thế nào. Thì thưa với anh, cái lý do thật sự mà anh nghĩ là tại sao cái thời điểm 3 ngày sau khi ông Donald Trump sau khi tuyên bố tái tranh cử thì chúng ta lại nhận được cái breaking news này thưa anh? Trước khi mà trả lời là tại sao đó, bây giờ một vài cái câu hỏi mà anh Duy muốn đặt ra, muốn nghe Lệ Ngọc, có nghĩa là khi mà nghe từ Lệ Ngọc là nghe, tại vì anh Duy làm luật, thành ra anh Duy có cái góc nhìn rất là luật pháp đại khái như thế. Chúng ta muốn nghe từ cái ở bên ngoài suy nghĩ như thế nào, thành ra đặt câu hỏi cho Lệ Ngọc nè. Lệ Ngọc có nghĩ rằng là đấy, Donald Trump mới vừa tuyên bố là tôi ra tranh cử năm 2024, lập tức vài ngày sau chúng tôi bổ nhiệm cái người special counsel này, một người công tố viên đặc biệt này, như vậy thì anh Dương hỏi Lê Ngọc nè, tức là hỏi gia đình nè, như vậy thì chúng ta biết đó là bình thường mà muốn tìm một người mà cái người đó mà xứng đáng để mà vào cái vị trí này đó, thì cái câu hỏi rằng là Lệ Ngọc có nghĩ rằng là chỉ trong vòng 3 cái sự tìm kiếm này đó, là nó có trước hay là nó chỉ có mới 3-4 ngày nay? Đó là cái câu hỏi của anh Duyên cho Lệ Ngọc. Theo Lệ Ngọc nghĩ thì Dạ vâng, Lê Ngọc nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả sẽ có cùng một cái suy nghĩ, một cái nhận định mà mọi người chúng ta, vì chúng ta đều theo dõi những cái bản tin, thì chúng ta cũng biết đây là một cái quá trình dài, có quá nhiều những cái bằng chứng từ bên Bộ Tư pháp để đưa đến cái quyết định, cái thông báo của ông Merrick Garland. Và nhất là khi mà quý vị nghe ông Merrick Garland, ông nói rằng là cái lý do tại sao lại bổ nhiệm một vị giám sát đặc biệt như vậy để cho người dân, đó chính là chúng ta biết được cái sự thật. Tại vì ông có nói một câu rất là rõ ràng là không có một người nào được đứng trên luật pháp, có nghĩa là ngay cả một vị tổng thống hay một vị cựu tổng thống cũng vậy. Và nhất là vì cái thông báo của ông Donald Trump là ông sẽ ra tái tranh cử, đó là cái điểm để mà có thể đưa đến cái sự quyết định của ông Garland
là phải bổ nhiệm một vị công tố viên đặc biệt. Đó là một cái điều rất là cần thiết để cho người dân của chúng ta phải biết sự thật. Nhưng mà có một cái điểm thưa với anh là chúng ta đã thấy là tất cả những cái cuộc điều tra về Donald Trump nó kéo dài quá lâu, thưa với anh. Đó là rất nhiều những người nói rằng là cái thời gian đó nó kéo dài, mặc dù biết đây là một cái cách là phải làm cho đâu ra đó để có được bằng chứng, nhưng mà anh thấy là nó có kéo dài quá lâu hay không? Anh Duyên sẽ trả lời cái câu kéo dài quá lâu hay không, nhưng mà trở lại khi nãy khi mà hỏi Lê Ngọc là cái quyết định mà tìm ông Jack Smith á, tìm một người special counsel đó, có phải là cái quyết định đó chỉ có cách đây 1-2 tuần không? Cái câu trả lời là no. Như vậy có nghĩa là chúng ta nhìn cái cách mà Bộ Tư pháp người ta sẵn sàng tới cái mức độ Donald Trump vừa tuyên bố là tôi tranh cử 2024, vài ngày sau chúng tôi có ông Jack Smith hỏi rằng là muốn tìm một cái người special counsel mà để cho tất cả báo chí, tất cả người dân đều nhìn thấy rằng là chúng tôi làm việc thận trọng, thì không thể nào mà gọi là cứ chụp đại một cái người nào. Cái cách mà nếu mà mình thoạt nhìn thì chúng ta nói cho hình như là chụp đại một cái người nào cũng được, nhưng mà không. Ông Jack Smith này đó, hiện giờ ông đang làm gì? Ông làm ông chánh công tố ở bên cái tòa The Hague ở bên Hòa Lan lận. Điều đó có nghĩa là cách đây vài tháng hay là 6 tháng hay là 1 năm mình không biết, là Bộ Tư pháp của ông Merrick Garland hiểu rằng là sẽ tới lúc cần phải có một cái người special counsel, cho nên họ đã đi tìm, họ nói chuyện, họ phỏng vấn, và chắc chắn rằng họ có interview ông Jack Smith để coi thứ nhất ông Jack Smith có sẵn sàng hay không, ông có chịu nhận cái chức này hay không, chứ không phải là tự nhiên bổ nhiệm rồi ông Jack Smith nói ok liền. Và sau khi mà tuyên bố đó thì ông Jack Smith đang là chánh công tố ở tòa The Hague, ông Jack Smith nói từ chức bên đó, lên máy bay trở lại Mỹ liền để mà nhậm chức này. Có nghĩa là chúng ta không hiểu là ngày thứ hai hay ngày hôm nay thứ hai hoặc là ngày thứ ba thứ tư là ông Jack Smith sẽ vào cuộc rồi. Cho nên cái chuyện mà vetting có nghĩa là tìm tòi rồi tra cứu để tìm một người xứng đáng, nó có từ lâu rồi. Mà nếu nó có từ lâu rồi mới hiểu được là ông Merrick Garland cũng giống như là một cái tay chơi cờ đó. Ông đó đoán trước là Donald Trump sẽ đi những nước cờ như thế nào, khi mà đã bị dí vào chân tường sẽ tuyên bố cái gì. Cho nên khi mà Donald Trump đi cái nước cờ là tôi ứng cử năm 2024 là đã lọt vào cái thế cờ của ông Merrick Garland rồi. Anh Duy sẽ hỏi thêm Lê Ngọc về cái thế cờ đó như thế nào. Nhưng mà còn Lê Ngọc hỏi là cái cuộc điều tra có kéo dài quá lâu hay không? Anh Duyên là một trong những người đầu tiên nóng ruột ghê lắm. Nóng ruột và nói rằng là hình như là ông Merrick Garland, ông trì trệ, ông kéo dài quá lâu. Mãi cho tới khi anh Duyên đi vào lắng nghe bà Rachel Maddow ở trong cái chương trình Oprah của bà đó. Bà nói về, tức là năm 1900, từ năm 1941 cho tới năm 1945 đó, là có một cái nỗ lực của cái đám America First ở Mỹ này. Họ muốn lập fascist ở Mỹ, họ muốn lập một cả, tức là Hitler đã tung tiền để mua chuộc từ dân biểu nghị sĩ của Mỹ, và những dân biểu, những nghị sĩ đó, họ đã lập một cái mạng lưới để mà làm việc với gián điệp của Đức rồi. Lúc đó là Bộ Tư pháp đã cử một ông công tố rồi, đó là ông Maloney. Thì ông Maloney mới vừa kết tội 1-2 người gián điệp của Đức thôi đó, là cái đám nghị sĩ dân biểu đó nó đã áp lực cho vào trong Bộ Tư pháp. Nó yêu cầu là phải đuổi ông Maloney. Ông Bộ trưởng Tư pháp lúc đó bị cái áp lực chính trị phải đuổi ông Maloney. Nhưng mà ông Bộ trưởng Tư pháp lúc đó cũng chơi một cái đòn rất là cao, bổ nhiệm một ông luật sư trẻ khác, mà ông này
cũng dữ dằn lắm, tên là John Logie. John Logie đã tiếp tục cái cuộc điều tra, rồi sau khi điều tra cũng bị hỗn loạn, rồi cái phiên xử cũng ngưng. Rồi mãi sau đó ông John Logie lấy thêm cái tài liệu, cái tin tức gì ở bên Đức sau khi mà Hitler thua đó, thì có thêm tài liệu nữa, cái cuộc xử nó mới tiếp tục nổi. Cuộc điều tra cái cuộc xử đó nó cũng kéo dài từ năm 1940-41 mà nó kéo dài tới năm 1944 chưa xong. 1944 chưa xong. Đọc lịch sử để hiểu rằng là đấy, có thể vì chúng ta người thường chúng ta không biết, nhưng mà những người làm trong bộ tư pháp đó, khi mà họ mở cái hồ sơ phản loạn của Donald Trump, anh Duy nói thẳng, đây là một cái hồ sơ phản loạn của Donald Trump, thì người ta biết rằng cái sự thận trọng nó phải tới một cái mức nào. Cho nên từ đầu năm tới từ lúc mà ông Merrick Garland làm tới bây giờ chưa đầy 2 năm, mà tất cả những cái move, những cái nước cờ của ông Merrick Garland đi đó, càng ngày anh Duyên càng thấy là ông này, tại vì chúng ta nên nhớ là Merrick Garland từng là công tố mà lại từng là thẩm phán, mà tới thẩm phán nghĩa là chỉ còn có một bước nữa là lên tới tối cao pháp viện, thì ông Merrick Garland ông đã thấy hết, và có thể là ông cũng đã đọc lịch sử, ông còn đọc nhiều hơn chúng ta nữa mà. Và vậy thì cái chuyện mà cho tới ngay giờ phút này chưa đầy 2 năm rồi đã bổ nhiệm cái ông John Kimber, bổ nhiệm cái ông Jack Smith này đó, thì cái câu hỏi rằng là như vậy thì có kéo dài quá lâu hay không, cái câu trả lời là cách đây 3 tháng 6 tháng gì đó Duyên cũng không biết. Cái không kiên nhẫn của anh Duyên cũng đã lên tiếng. Anh Duyên nói trời ơi ông Merrick Garland ơi, tại sao mà thế này, tại sao mà thế này, tại sao mà thế này. Ngày hôm cuối tuần mà vừa nghe tung cái tin là nó khác rồi, tức là bổ nhiệm cái ông Jack Smith này đó, anh Duyên nói là anh Duyên bắt đầu có cái lý do để tin là tại sao mà nó diễn biến như vậy. Thành ra để trả lời câu hỏi của Lê Ngọc là có lâu quá hay không, anh Duyên nói là không lâu quá. Bây giờ hỏi Lê Ngọc nè. Lúc trước anh Duyên cứ hay nghĩ đó là nếu bây giờ mà bổ nhiệm cái ông Jack Smith có nghĩa là sẽ làm chậm lại cái kết quả điều tra, chậm lại cái kết quả, cái chậm lại cái tốc độ để mà truy tố Donald Trump. Thì bây giờ về phía luật, anh Duyên hỏi những người rất là common sense, rất là bình thường, Lê Ngọc nghĩ rằng là cái việc mà bổ nhiệm ông Jack Smith này có làm chậm cái cuộc điều tra và có làm chậm cái việc truy tố Donald Trump hay không? Anh Duyên đặt câu hỏi đó. Dạ vâng, cái câu trả lời đó thì chúng ta hãy nghe cái lời phát biểu của công tố viên đặc biệt Jack Smith đi thưa quý vị. Thì ngay sau khi mà chúng ta biết được là Merrick Garland đã bổ nhiệm Jack Smith, thì thưa với anh Duyên và quý vị, ông Smith đã phát biểu rằng là cái tiến độ của những cái cuộc điều tra đó thưa quý vị sẽ không dừng lại hoặc là bị trì trệ dưới cái sự giám sát của ông Smith. Và ông sẽ suy xét một cách độc lập, vì chúng ta cũng biết ông là một giám sát viên điều tra độc lập về vấn đề chính trị. Ông nói là ông xúc tiến những cái cuộc điều tra này một cách nhanh chóng và thấu đáo để hướng tới bất cứ một cái kết quả nào mà những cái dữ kiện và luật pháp xác định. Thì đó là cái lời phát biểu của ông Smith mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị đi. Nhưng mà có một cái điểm này nè, thưa với lại anh Duy, chúng ta biết với cái sự bổ nhiệm của một vị công tố viên đặc biệt từ Bộ Tư pháp Mỹ thì đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm mà Bộ Tư pháp chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra những cái hành vi của ông Donald Trump. Quý vị chắc chắn là quý vị chưa quên ông cựu giám đốc của cơ quan FBI, đó là ông Robert Mueller, cũng đã được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào năm 2017 để thu thập những cái bằng chứng về những cái sự liên lạc giữa ban vận động tranh cử tổng thống của năm 2016 của ông Donald Trump với Nga. Nhưng
cái sự sôi nổi, rồi lại Ngọc nhớ cái thời gian đó rất nhiều cái vị khán giả, thưa với anh Duyên, và ngay cả nói là giới truyền thông Mỹ nữa, còn khán giả của NVR thì tới đài hầu như là thường xuyên, nói là để chờ đợi anh Duyên rồi Lệ Ngọc và các anh khác, anh Đinh Quang Thái và tất cả các anh làm việc cho NVR đó quý vị, để mà nghe quý vị cập nhật tường trình hàng ngày là chuyện gì xảy ra, kết quả của cuộc điều tra của ông Robert Mueller như thế nào. Nhưng mà rồi rốt cuộc mọi người đều thất vọng, thưa với anh Lệ Ngọc nghĩ trong đó là có anh Duyên nữa phải không, tại vì ông Robert Mueller đưa ra một cái kết luận nó không rõ ràng, thưa với lại anh, thì anh có nghĩ là đối với ông Jack Smith ở cái thời điểm hiện nay nó sẽ hoàn toàn khác không thưa anh? Đây là những điểm khác nữa. Ông Robert Mueller đó khi mà được bổ nhiệm thì cái đối tượng là ai? Đối tượng là Donald Trump. Donald Trump là ai? Donald Trump đang là tổng thống, có nghĩa là Donald Trump khống chế cái bộ tư pháp và Donald Trump khống chế luôn cái cuộc điều tra. Dĩ nhiên không có khống chế trực tiếp nhưng mà qua nha trảo của mình. Donald Trump cái bản chất khác ông Joe Biden. Joe Biden thì nói là tôi bổ nhiệm ông Bộ trưởng Tư pháp, đó là ông muốn làm gì ông làm. Trong khi đó Donald Trump thì là một cái ngõ nào đó cứ kềm chế, và thật sự là Bill Barr đồng lõa với Donald Trump, phải nói cái chữ đó, đưa Bill Barr đồng lõa với Donald Trump. Bây giờ chúng ta hỏi ông Robert Mueller khác. Ông Robert Mueller được bổ nhiệm, mình là công tố viên đặc biệt mà cái tay mà mình đang điều tra đó lại chính là Donald Trump, mà đây không phải là một cái tay mà chịu đứng yên cho mình làm, đó là một cái khó cho Robert Mueller. Một cái khó thứ hai nữa là Robert Mueller đó khi mà vào đó thì ông phải điều tra đây cái vấn đề là thông đồng với Putin, thông đồng với Nga, mà ông phải làm từ đầu, cho nên cái cuộc điều tra của ông không phải là một mình ông làm được, mà ông phải có nguyên cả một dàn, rồi ông phải tuyển người, ông phải lựa người, những người nào mà có dính một chút xíu gì về chính trị đó ông phải loại ra. Cái thời gian đó nó cũng mất, rồi bắt đầu điều tra, mà điều tra tới đâu đó thì Donald Trump chống tới đó, thành ra nó làm khó cái cuộc điều tra nữa. Rồi đang điều tra nửa chừng mà chưa xong đó thì là Bill Barr nhào vô. Bill Barr nói là phải kết thúc cho thiệt lẹ, thì ông kết thúc và ông nói rằng là nếu tôi biết Donald Trump không có tội thì tôi đã biết như thế. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đó là ông Mueller, ông bị những cái khó đó. Trái lại ông Jack Smith, ông Jack Smith có cần phải điều tra không vậy? Câu trả lời là no, là tại vì ngay bây giờ những cái đại bồi thẩm đoàn mà đang lo hai cái hồ sơ họ đã làm hết những cái công việc đó rồi, thành ra ông Mueller vào thì phải làm từ đầu, trong khi ông này vào là bằng chứng đã có sẵn rồi. Khác điểm thứ hai, cái quyết định tóm lại là ông Jack Smith này vào ông chỉ làm cái quyết định thôi là truy tố hay là không truy tố, chỉ có như thế thôi. Cho nên chính vì như vậy mà ông Jack Smith ông nói là tôi đi vào cái cuộc này đó không có chậm lại gì cả, tất cả những cái đại bồi thẩm đoàn, mỗi một cái case có một cái đại bồi thẩm đoàn riêng, họ vẫn tiếp tục họ làm. Và chúng ta biết rằng là cái đại bồi thẩm đoàn dành cho cái case mà ngày 6 tháng Giêng đó thì đang còn nhiều lắm, là tại vì nhiều nhân chứng lắm. Nhưng mà cái bà đại bồi thẩm đoàn mà nó lo cái case, mà họ lo cái case mà ở bên Mar-a-Lago đó thì gần như là bằng chứng đã có đủ rồi. Cho nên không có ngạc nhiên gì là cái công việc của ông Jack Smith bây giờ đó là nó cô động hơn, nó nhắm hẳn cái hướng hơn, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu mà trong vòng từ đây tới cuối năm hoặc là sớm của đầu năm 2023 sẽ không có ngạc nhiên gì hết khi mà một cái bản indictment, có nghĩa là một cái bản cáo trạng nộp vô tòa để truy tố Donald Trump. Anh Dương quay trở lại. Dạ vâng, như vậy thì anh Duyên thấy giữa bên phía Đảng Cộng Hòa và Bộ Tư pháp của Mỹ sẽ có những cái mâu thuẫn hay không thưa với anh trong cái vấn đề và trong cái sự kiện này thưa anh? Đảng Cộng Hòa đó, ngay bây giờ chúng ta biết một điều, nói đi nói lại nhiều lần rồi, họ muốn trừ khử Donald Trump mà cái kẹt là họ không dám làm, cho nên họ muốn tá đao sát nhân, có nghĩa là mượn
336 kế mà, tam thập lục kế mà. Họ muốn mượn tay dân chủ là dứt điểm Donald Trump giùm họ. Cho nên khi mà bổ nhiệm ông Jack Smith này đó, chúng ta bắt đầu chúng ta nghe một vài cái tiếng lẻ tẻ, trong đó có cái tiếng cái thằng đểu là Ted Cruz, nó nói là cái này là quá chính trị, quá nghĩa là đáng khinh bỉ, disgraceful. Còn ngoài ra chúng ta nghe đa số Cộng hòa im re hết. Đa số Cộng hòa im re hết. Và những cái người mà im re, trong đó có kể cả DeSantis, trong đó có kể cả Mitch McConnell, họ im re, họ không nói gì cả. Vậy thì trừ những cái đứa mà nó cuồng, hoặc là những đứa mà nó nịnh một cách mà thô bỉ như là thằng Ted Cruz, thì nó mới lên tiếng thôi. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta chờ đầu tuần coi như thế nào, có thể còn quá sớm, bây giờ mới có ngày thứ hai, chờ thêm thứ ba, thứ tư, thứ năm coi là như thế nào. Nhưng mà anh Duyên ngờ rằng là đảng Cộng Hòa, họ nói là đây là cái cơ hội, và thật sự họ mong là ông Jack Smith làm đúng nhiệm vụ của công lý, của Bộ Tư pháp, để mà truy tố Donald Trump càng sớm càng tốt. Anh Duyên quay trở lại. Nhưng có nghĩ là ông Ron DeSantis, ông chờ đợi những cái chuyện này xảy ra cho Donald Trump, vì hiện nay là Donald Trump là đối thủ của ông ta. Giống như ngay bên phía đảng Dân Chủ, cứ mong là Donald Trump mà ra thì cái vấn đề, cái chiến thắng bên Dân Chủ nó cũng dễ hơn. Thì Lê Ngọc nghĩ rằng chắc Ron DeSantis cũng cười khẩy những gì mà khi mà Trump tuyên bố, phải không thưa anh? Exactly. Và bởi vì bây giờ đã có một cái report báo nó đã viết rồi, tức là trong nội bộ của những cái tay mà gọi là thân cận với DeSantis á, họ nói rằng cái bài báo mà anh Duyên mới vừa đọc hôm qua chiều chủ nhật đó, thì nói rằng là những thân cận của những cái người mà phụ tá cho DeSantis á, họ nói rằng cái chiến thuật của DeSantis bây giờ là chờ cho Donald Trump, he punch himself out, có nghĩa là tự Donald Trump đánh mình rồi mình văng ra khỏi cái cuộc đấu. Thực sự ra là DeSantis đang chờ cái chuyện đó. Bởi vì ngay bây giờ mà DeSantis, chúng ta lại một lần nữa common sense. Ai cũng biết là DeSantis đó, là năm 2016 đó, năm 2018, DeSantis chả là cái gì hết đó, là zero. Và lúc đó DeSantis đang đấu đá với đối thủ Dân Chủ, mà thì tất cả những cái thăm dò, những cái đà đó xuống thấp lắm. Thì DeSantis đã gọi là năn nỉ Donald Trump, và Donald Trump mới là ủng hộ, mới là lên tiếng, vân vân và vân vân. Thì nhờ như vậy mà DeSantis thắng, mà thắng năm 2018 cũng thắng rất là treo meo. Còn năm 2022 này thì thắng xa, thắng tới 19-20 điểm. Thì chúng ta biết rằng là Donald Trump nói một điều, nhưng mà điều đó có phần đúng, có nhiều phần đúng nữa. Nói rằng là chính tôi là cái người mà tôi dựng ra cái thằng DeSantis, và bây giờ nó phản tôi. Thì đó là cái câu mà Donald Trump nói như thế. Cho nên bây giờ đó, DeSantis không có dám đối đầu thẳng với Donald Trump, là cũng sợ mất cái phiếu của những cái nền. Bây giờ thì nghe ra là đảng Cộng Hòa họ nói là, nếu mà những cái cuộc thăm dò đều nói rằng là DeSantis là mạnh hơn Donald Trump, nhưng mà thăm dò là thăm dò, còn tới chừng mà cái lá phiếu như hồi nãy Lê Ngọc mới vừa trình bày hồi nãy đó, cái con số bây giờ trong đảng Cộng Hòa mà họ nói rằng là Donald Trump có cái cơ hội thắng vào năm 2024 này, nó cũng còn nằm ở khoảng 50-60%. Điều đó có là mình, chúng ta nói số của đảng Cộng Hòa không, đó là 50-60%. Điều đó có nghĩa là nếu mà giả sử ngay bây giờ mà DeSantis mà đối đầu trực tiếp với Donald Trump đó, cao lắm DeSantis có vào khoảng 30-40%. Cho nên DeSantis nói là bây giờ không có phí cái sức lực để làm cái chuyện đó, cứ để từ từ Donald Trump sẽ làm bậy, rồi Donald Trump sẽ ra trước pháp luật. Cho nên cái câu trả lời khi mà Lê Ngọc hỏi rằng là DeSantis có nằm yên để mà chờ thời hay không, thì cái câu đó là trả lời là yes. Bây giờ nước chưa đục, chừng nào nước đục mình từ từ mình thả câu sau, quay trở lại. Dạ vâng,
Thưa với lại quý vị và anh Duyên đó, trong tuần vừa mới qua đây thì chúng ta đã biết là những cái giới truyền thông bảo thủ Fox News hay là những gì mà trước đây mà họ theo đuổi, họ chạy bám theo Donald Trump thì họ đã bắt đầu quay lưng lại. Thì Lê Ngọc lại thấy có một cái khối tôn giáo khác, thưa với anh, đó là Evangelica Christian mà anh Duyên cũng trước đây cũng nhắc tới, cơ đốc giáo đó thưa quý vị. Thì có một nhân vật, người này tên là Mike Evans. Thì ông này là người trước đây đã từng giúp vận động cho cái sự ủng hộ của những người cơ đốc giáo, những người theo đạo tin lành cho ông Donald Trump vào cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì trong một cái bài báo mà được đăng ở trên tờ Washington Post đó, họ cho chúng ta thấy được là khi mà tờ The Jerusalem Post đó, họ phỏng vấn ông Mike Evans, thưa với anh, thì ông Mike Evans có nói như vậy nè, là ông ta đã cáo buộc là Donald Trump đã sử dụng cái sự ủng hộ của những người theo cơ đốc giáo, theo đạo tin lành để ông ta thắng cử, để được lên làm tổng thống. Nhưng Donald Trump không thể nào cứu nước Mỹ, mà ngay cả Donald Trump thậm chí không có thể tự cứu chính ông ta nữa. Và ông ta đã lợi dụng tất cả những người trong cơ đốc giáo, trong đạo tin lành để mà có thể giành được cái chiến thắng ở tại Tòa Bạch Ốc. Và tất cả những người mà theo lời của Mike Evans nói đó thưa quý vị, là họ phải nhắm mắt nhắm mũi khi mà Donald Trump nói lên những cái điều mà chính những người này đó thưa quý vị, họ cảm thấy rất là kinh hoàng. Và ở thời điểm này thì họ không thể nào làm cái điều này nữa. Thì anh Duyên nghĩ đi, sau một cái thời gian mà 4 năm dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, và ngay cả hiện tại sau 2 năm của Tổng thống Joe Biden, thì họ lên tiếng và họ cho thấy là họ kinh hoàng lắm, thưa với anh Duyên. Nghe lời của Mike Evans thì tự nhiên anh Duyên họ đặt một cái câu hỏi nè, thực sự ai lợi dụng ai? Cái về mặt nổi đó thì chúng ta thấy là cái tên mà của gọi là thủ lãnh của đạo Cơ Đốc này nè, cái này không phải là đạo Thiên Chúa theo Công giáo của Việt Nam, mà là của cái nhóm Evangelicals á, thì hắn nói không có cái gì sai hết á. Hắn nói là Donald Trump sử dụng, he lợi dụng chúng tôi, rồi nói ra những cái câu mà như Lê Ngọc nói, chúng tôi phải nhắm mắt nhắm mũi lại. Đúng theo cái lời đó, chúng tôi phải đóng mồm, xách cái mồm lại và nhắm con mắt lại, bởi vì nó quá horrible. Ông đã biết Donald Trump nó tồi như vậy, nó tệ như vậy, nó đố mạc như vậy, nó ngu như vậy, mà ông cũng ủng hộ nó cho tới năm 2022 này mà ông mới lên tiếng. Như vậy thì ông đừng có nói là chỉ có Donald Trump là lợi dụng mấy ông lợi dụng Donald Trump. Tại sao mà anh Duyên nói là mấy ông lợi dụng Donald Trump? Là tại vì cái nhóm Evangelicals của mấy ông đó là cái nhóm America First, da trắng thượng đẳng. Mấy cái nhóm của mấy ông, trong đó nó đẻ ra những cái phong trào như là Jews cannot replace us. Mấy ông chờ 150 năm chưa có một cái thằng nào mà nó đố mạc như cái thằng Donald Trump này, nó nói những cái câu đó để lọt tai của mấy ông hết. Thành ra khi mà thằng Donald Trump nó nói rằng là Jews thế này, tụi mễ như thế này đó, là nó lọt tai mấy ông. Mấy ông biết thằng Trump là cái thằng đố mạc, nhưng mà mấy ông xài tôi cho nó cho tới tận mạng. Tới bây giờ, sau cái bầu cử giữa kỳ, ông biết là thằng Trump này là cái thằng hết xài rồi. Có nghĩa là Trump mà nó ủng hộ ai đó là người đó thua. Thành ra, nghe cái lời cái thằng Mike Evans, cái thằng giáo sĩ này đó, anh Duyên cũng khinh bỉ nó luôn nữa. Tức là nó đã xài hai bọn bay đó, một bọn là Trump, một bọn là Evangelicals đó, tụi bay xài nhau. Cho nên trong cái thời gian mà tụi bay còn nghĩ là thằng Trump này còn có thể xài được đó, thì tụi bay xài. Tới chừng cái bầu cử giữa mùa xong thì tụi bay nói rằng là oh my gosh, cái thằng mà tụi mình muốn xài đó bây giờ cũng xài hết được rồi, bây giờ lên tiếng tụi em là nạn nhân, thằng Trump nó xài tụi em. Bullshit. Cho nên nghe những cái lời của Mike Evans rồi nghe cái lời của Donald Trump đó, thì tụi bay là cá mè một lứa, tụi bay xài nhau. Và tới bây giờ tụi bay, cái lý thuyết của tụi bay, cái platform của tụi bay nó mạt rồi, cho nên tụi bay lên tiếng chửi nhau thôi à. Và cái đó
chúng ta chờ xem ngay bây giờ đó, rồi thử cái, những cái đám như là cái thằng Mike Evans này, nó có chuyển qua một cái đứa khác không, nó cũng sẽ tìm một cái đứa, đứa đó có thể là đỡ đốn mặt hơn Donald Trump, nhưng mà cũng phải đi theo cái platform tụi nó mới quăng tiền vào, tụi nó mới quăng sức vào. Đừng có giả đò nói cái chuyện giống như là tụi tôi là đàng hoàng mà tụi tôi bị thằng Donald Trump nó lợi dụng. Một lần nữa, bullshit. Phải trở lại với Lê Ngọc.